Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel My Oasis. Trong video ngày hôm nay thì mình chủ yếu là khoe mình có một cái setup mới, đèn mới nè, cái nền mới nè. Và video này là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở cái video lần sau. Không đùa giỡn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái chủ đề chính. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái set đồ chơi đến từ Lamtoy và Vesup Family. Rất là quen thuộc đúng không? Đó là các nhà thiết kế và sản xuất đồ chơi về các em Chameleon. Hiện tại thì trên kênh của mình đã làm các Vol 4, 5, 6. Còn trong video ngày hôm nay mình sẽ đến ngay với cái Vol 7, cái Vol mới nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Thì ok, không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Set đồ chơi Actoy của chúng ta kỳ này có tên đầy đủ là Chameleon Vesup Family Vol 7 Poker. Nghe cái tên và nhìn cái phần hình ảnh được in trên hộp thì mình nghĩ là nhà sản xuất ít nhiều gì cũng sẽ lấy cái chủ đề về bộ bài 52 lá, hay cụ thể hơn là cái môn bài poker, để có thể thiết kế cho các em nhân vật thằng lằn này. Về phần thiết kế hộp thì các thông tin và hình ảnh được in trên một cái nền màu trắng. Phía bên góc phải là tên đầy đủ của bộ đồ chơi này. Còn phía bên góc trái chúng ta có logo của nhà thiết kế và sản xuất. Nhìn cái phần hình ảnh bự nhất ở phía trước hộp nè, chúng ta sẽ thấy được cái tên của các em thằng lằn ở trong cái vol này ha. Bên này thì có một cái em nhân vật to nhất. Các em này thì có mã số 3, King, một vị vua. Các em còn lại thì thể hiện theo dạng một cái lá bài. Mỗi em sẽ có chi tiết và màu sắc khác nhau. Có tên lần lượt là Jack, Queen, Ace, Joker, Smile và Secret. Như thường lệ thì các video bóc hộp ở trên kênh của mình trước đây vẫn chưa có game Secret nào hết. Thì hy vọng cái video này sẽ có cái gì khác biệt. Phía dưới thì chúng ta có một cái biểu tượng họa tiết của cả cái Vol 7 này luôn. Ở trên cùng chúng ta thấy nè, đây là tên Chameleon, phía dưới là lá bài với bốn cái ký hiệu cơ rô trùng bích. Còn phía dưới cùng là một cái hoa văn in bằng một cái màu vàng gold. Ở phía bên hông, phía sau hộp không có gì đặc biệt ha. Ở phía trên thì có một màu đỏ, chữ màu trắng. Cái này là thông tin của nhà sản xuất đồ chơi thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bóc hộp ra. Giống như là mấy cái bộ đồ chơi trước đây thì cái phần hộp chúng ta có thể xé xếp lại như thế này nè, để tiện cho cái việc mà trưng bày ở ngoài tiệm á. Còn ở video này thì mình xếp vậy để khoe với anh em thôi. Trên đây thì chúng ta có cái hình của em Chameleon với mấy cái thông tin. Phần dưới thì chúng ta sẽ có 6 cái hộp. Bây giờ thì chúng ta sẽ bóc lần lượt từng hộp xem như thế nào ha. Đối với cái phần hộp đầu tiên, về cái thiết kế phần hộp nhỏ bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp có 5 mặt màu trắng và một cái mặt màu đỏ. Có cái thông tin nào. Phía trước thì chúng ta có một cái em nhân vật số 3, King, được thiết kế theo dạng một cái lá bài. Xong rồi ở giữa có cái em nhân vật của chúng ta. Đây là tên của cái set này. Phía dưới có logo của nhà sản xuất và thiết kế. Phía bên hông thì chúng ta sẽ có các nhân vật còn lại được thể hiện trên các lá bài. Còn cái thông tin thì được in bằng cái màu vàng gold, rất là lấp lánh ha. Ở phía sau thì chúng ta có một cái tem của nhà sản xuất. Ở phía dưới, ở phía trên chúng ta được làm một cái chỗ để bóc ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bóc ra xem em đầu tiên như thế nào ha. Một cái bọc màu đen rất là quen thuộc. Đây là cái đế của em nó. Một cái tấm thẻ thông tin của em nhân vật. Và em nhân vật đầu tiên của chúng ta có tên là Joker. Đây là cái hình vẽ của em nó. Sẽ ra. Mình sẽ xoay một vòng cho anh em xem trước ha. Này. Một cái em thằng lằn màu trắng. Có cái phần miệng màu đỏ nè. Ở phía cầm thì sẽ có bốn cái ký hiệu ở trong cái bộ bài 52 lá đó. Cơ rô chuồng bích. Đây, có đủ luôn. Phần mắt ở bên tay phải chúng ta đó, là sẽ có màu đen và có cái tròng màu đỏ. Cái mí mắt màu xám. Và có một cái họa tiết màu xanh kéo dài từ mí mắt xuống tới giữa má luôn. Nhưng mà ở bên này đó, thì cái phần mắt chỉ có phần màu đen thôi. Cái mí mắt màu đỏ. Cũng có cái chi tiết màu xanh kéo dài xuống tới má. Em nói thì có đội một cái nón hai màu, màu vàng, màu đỏ. Ở phía chớp thì có hai cái chi tiết hình tròn màu bạc. Cái nón này thì mình coi phim hoạt hình thì thấy rất là nhiều. Chủ yếu là mấy cái nhân vật mà mua vui cho nhà vua, hay là mấy cái anh hề ở trên đường phố á. Giống như là cái tên vậy á, Joker. Xong phần đầu, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống với phần thân xem có cái gì. Đầu tiên thì chúng ta có một cái chi tiết màu xanh ở đây. Đây là một cái dạng phụ kiện trang trí cho mọi người ở cái thời kỳ phục hưng. Nếu như mà mình nhớ không lầm, cái tour này á, thì được đeo ngay cổ. Có tên gọi là rúp, nếu như mà anh em nào có quan tâm.
Cái chi tiết này á, bình thường người ta sẽ đeo ngay cổ, nhưng mà do cái phần thân em này nhỏ quá cho nên bao quanh cái phần thân luôn. Ở phía bên trong chúng ta sẽ thấy em nó có bận một cái phần áo, nửa bên này là màu đỏ nè, còn bên này là sẽ có sọc trắng đen. Cái phần tay cũng vậy, bên này là màu trắng nè, nhưng mà bên này là màu đen. Đi xuống dưới, không biết là nhà sản xuất sẽ miêu tả cái chỗ này là cái quần hay là một dạng đôi vớ nữa. Nó có dạng hai màu, màu đỏ với lại màu đen. Cuối cùng là một cái đôi giày màu vàng. Cái đôi giày này thì làm rất là đẹp luôn. Phía dưới bàn chân có logo của nhà sản xuất và thiết kế. Có hai cái lỗ là để phục vụ cho cái việc gắn lên cái chân đế. Này, giới thiệu với anh em luôn, đây là cái chân đế. Cái chân đế này thì bằng nhựa rỗng cho nên khá là nhẹ. Cho anh em soi kỹ mấy cái chi tiết. Đây, giờ gắn vào em đầu tiên của chúng ta. Tay em tiếp theo vẫn là cái thiết kế hộp lúc nãy nha. Mình sẽ mở nhanh. Em tiếp theo của chúng ta có tên là Winner. Ủa? Ok, không biết nói sao nữa. Nhưng mà ở trên cái phần hộp này nè, chúng ta sẽ không biết được cái em Secret tên gì. Và sau khi mình đã mở được cái hộp này và chúng ta đã biết được cái em này có tên là Winner. Ok, người chiến thắng. Và mình cũng cảm thấy rất là vui vì lần đầu tiên ở trên kênh của mình bóc được một cái em như vậy. Đúng là em Secret luôn. Lần đầu tiên cầm được cái gọi là nhân tố như vậy. Hơi bị dơ. Đây là một em thằn lằn màu trắng, có cái viền miệng màu đen. Em này thì đang mang một cái nơ rất là bự màu đỏ và đội cái nón. Nhìn sơ qua mình thấy em này giống như là một cái thương nhân hồi xưa vậy đó. Đi vô chi tiết từng phần thì cái phần đầu em nó có đội một cái nón. Thì lúc nãy anh em có thấy mình có phủi mấy cái bụi á, là do cái phần nón này nè. Cái phần nón này được làm bằng một cái chất liệu giống như là nhung vậy á. Chúng ta ma sát nhiều á, nó sẽ rơi ra mấy cái vụn. Phải phủi. Chỉ có cái nón này chất liệu bằng nhung thôi. Phía bên cái chỗ vây này nè, sẽ có ba cái con số 777 trong cái sòng bài á. Ra ba cái con số này á, họ sẽ trúng rất là nhiều. Giống như mình trúng được cái con Secret này á. Ở phía trước ngay cái cầm, chúng ta có chữ poker. Cái chữ này bằng bạc nha, giống như là ba cái con số này. Phía bên còn lại thì chúng ta có chữ big win. Phía dưới ngay cái chỗ phần thân này cũng được làm bằng chất liệu giống như là cái nón vậy. Hai cái tay màu đen và một cái nơ màu đỏ ở đây. Phần chân thì nó có mang một cái đôi giày màu bạc. Đây, lấp lánh. Phía dưới chân thì chúng ta vẫn có hai cái lỗ để có thể gắn cái chân đế vào. Hơi bụi nha. Hộp tiếp theo thì nếu như mà mình đã bóc được chúng cái em Secret này rồi á, chắc chắn là ở trong bộ của mình sẽ thiếu một cái em. Có một cái em nhân vật kia mình đang kiếm, mình đang rất là mong đợi, hy vọng là không phải thiếu em nó. Và cuối cùng, em nhân vật kỳ này của chúng ta. Phing. Smile. Lúc nãy không có để ý thì cái phần bao bì bên trong này nè của cái em Secret đó cũng khác luôn. Nhưng mà mình không có quay lại cho anh em xem kỹ. Anh em chịu khó tua lại thử xem ha. Mấy cái em thường nó sẽ có cái dạng bóc như thế này nè, có cái chỗ bóc ra, còn cái em Secret thì không có. Mình nhớ là vậy á. Cái em Smile này mình nghĩ là cái dạng mua vui của nhà vua. Cái phần tạo hình á, y chang cái em Joker này luôn, không khác gì luôn. Cũng là đội cái nón, xong ở dưới sẽ có một cái tua rua ngay cổ, chỉ có khác cái màu sắc thôi. Một cái em da màu xám, có cái phần miệng màu trắng nè. Phía trước cầm thì cũng có bốn cái biểu tượng của cái bộ bài. Hai bên mắt cũng khác nhau luôn. Bên này thì con mắt màu trắng, có cái tròng màu đen, chi tiết nhọn màu đỏ nè. Phía bên đây thì con mắt màu đen và có một cái tròng mắt màu đỏ. Em nói cũng đội một cái nón hai màu. Bên này là màu đỏ, bên này là màu trắng. Và có hai cái chớp. Y chang em kia luôn, không khác gì hết. Xuống dưới phần thân thì em nói cứ đeo một cái tua rua. Mình gọi đây là một cái tua rua cho dễ ha. Cái tua rua này màu trắng. Phần thân bên trong thì không phải dạng sọc. Không phải là cái dạng sọc rồi, mà dạng caro. Một bên màu đen, một bên dạng caro. Phần chân thì sọc trắng đen. Và một cái đôi giày màu bạc. Nãy giờ thì mấy cái em của chúng ta đều có đuôi hết nha. Em này màu đen nhưng mà cái phần đuôi xuống đây thì màu trắng.
Tiếp theo, nãy giờ mình bóc ngược cho nên cái khúc ở trên này nó tan hoang luôn. Bây giờ mới biết bóc lại nè. Và cây màu đen. Ủa một cái cây phụ kiện. Em tiếp theo của chúng ta có tên là Chuck. Ủa mà sao mấy cái em kìa chưa thân. Trời, mới lục lại anh em ơi, mới lục lại. Ôi, đây là cái phụ kiện của cái em Smile nè. Trời, em nói có một cái phụ kiện luôn, chúng ta cho cầm. Đây mình không biết là cái gì nữa, giống như là một cái quạt hay là một cái dụng cụ gì. Nhưng mà nó có hình một cái chú hề nè. Ở phía sau thì không có gì ha. Một cái mặt cười. Ok, gắn vô thôi. Còn bây giờ thì cho anh em xem lại hình. Ủa vậy mấy em kia có không ta? Phát hiện thêm một cái nữa, cái này hình như là của em. Của em Winner. Thì ra là mấy em này cũng có phụ kiện đi kèm nhưng mà thì nãy mình mở ra check không kỹ. Ok, đây. Em này thì cầm một cái cây gậy có cái đầu màu đỏ nè. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục coi lại hình. Sau khi đã mò lại thì mình không biết là cái em Joker này có bị lỗi hay không mà kiếm không thấy phụ kiện của em nó. Cái này chắc là để thông tin mình chế sau đi. Tiếp tục với cái em chắc nè. Bây giờ vui ra. Wow, một em nhân vật có cái màu rất là nổi bật. Chữ chắc này mình nghĩ là cái em bòi ở trong bộ bài 52 lá đó, chữ C á. Màu em thằng là màu trắng, có cái phần miệng màu đen ha. Mắt của em nó thì hai bên cũng khác nhau. Bên này là màu trắng, một cái tròng màu đen, xong ở trong cái tròng nó sẽ có chữ J. Ở bên còn lại thì màu trắng, một cái tròng màu đen, có cái viền vàng. Phía trước cầm thì chúng ta sẽ có một cái icon ở trong bộ bài. Ở trên này có cái họa tiết giống như là râu vậy á. Ở bên má này có vòng xoáy nè. Bên còn lại cũng có luôn. Còn đây là cái hoa văn họa tiết. Hoa văn họa tiết của phần áo. Phía phần chân em nó cũng mang một cái đôi giày màu bạc. Đây là cái phụ kiện đi kèm nè. Một cái cây giáo ha. Cây này cũng làm bằng nhựa khá là cứng. Để cầm vô, gắn vào cái chân đế. Ta-da. Tiếp theo. Bây giờ thì mình chỉ còn em King và một cái em A. Thì cái em A là cái em mà mình đang kiếm, hy vọng là không phải thiếu em nó. Thật sự thì kiếm mấy cái em bình thường thì sẽ dễ hơn là kiếm mấy cái em series. Em tiếp theo của chúng ta có tên là Queen. Vậy là chúng ta sẽ thiếu một là A, hai là King. Em tiếp theo của chúng ta, Hoàng hậu ha. Cho xem cái phụ kiện trước luôn. Một cái bông hoa. Mấy cái bông hoa này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ở trong cái bộ bài 52 lá. Ok, nếu mà anh em nào mà chơi bài nhiều. Cái phần đóng hộp này giống như là cái em series nè. Vậy là không hiểu tại sao mà nhà sản xuất có hai cái loại dạng đóng hộp như vậy. Okay. Đây là em hoàng hậu ha, đội một cái vương miện màu vàng nè, cũng có hai cái viền màu cam với lại màu xanh, cũng bận một cái áo giống như là cái em chắc hồi nãy á. So sánh chi tiết của hai cái phần áo trước, anh em thấy không? Cái em hoàng hậu này hai cái chi tiết đối xứng hơn. Về phần chi tiết thì hai bên mắt của em này cũng khác nhau. Cái bên tay phải của chúng ta sẽ là màu trắng, tròng đen, có viền màu cam. Còn phía bên tay trái, con mắt màu trắng, tròng màu đen và có chữ Q. Chữ Queen đó anh em. Phía trước là hình trái tim màu đen. Đây là cái họa tiết hai bên. Bên này cũng vậy luôn. Cho em nó cầm cái hoa nè. Và em cuối cùng của ngày hôm nay. Sao bị mất cái phụ kiện của cái em Joker rồi. Hy vọng là ra cái con mình thích nè.
Để mình xem. Em kinh, cái em kinh sẽ cầm cái kiếm, mình nghĩ vậy. Cho nên nếu như không phải cái kiếm, cái kiếm thôi. Và em cuối cùng của chúng ta là em king. Bóc ra. Em cuối cùng của chúng ta có tên là King, một vị vua ha. Vẫn là một cái em thằn lằn màu trắng, có cái khuôn miệng màu đen nè. Phần mắt cũng là hai bên khác nhau. Bên này mắt màu trắng, cái tròng màu đen và có viền xanh. Còn phía bên này là cái tròng màu đen có chữ K, chữ King. Phía trước cằm thì có một cái họa tiết giống như là rô vậy á. Rô thì hình thôi như thế này. Ở phía trên thì có hai cái râu. Phía bên hông thì chúng ta sẽ thấy mấy cái vòng tròn. Nếu như mà anh em nào để ý ở trong cái bộ bài 52 lá, mấy cái lá chữ K á, mấy ông vua sẽ được vẽ cái râu như dạng này nè. Hình tròn. Thì mình nghĩ là nhà sản xuất cũng muốn làm cho em này có cái bộ râu giống như vậy á. Hình tròn. Hai bên luôn. Đây là cái vương miện của ông vua nha. Còn đây là cái vương miện của bà hoàng hậu. Hai bên khác nhau. Xem chi tiết cái phần áo. Phần áo của em này cũng được đối xứng hai bên luôn. Hai bên vai màu vàng, hai ở phía sau màu cam, màu xanh, rất là nổi bật luôn. Phía dưới chân thì đeo một cái đôi giày màu bạc. Giống như mình nói vậy á, cái phụ kiện của em này là một cái cây kiếm. Cầm vô. Gắn lên chân đế luôn. Sau nhiều phút soi mói thì mình đã nhận ra là mấy cái đôi giày của cái em thằng lằn ở trong Vol này khá là giống với Vol 5 Hiệp sĩ Keo Ngọt. Này, anh em có thể xem, khá là giống ha. Kiểu hiệp sĩ xong rồi nhà vua này nọ là sẽ được mang cái đôi giày như thế này. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em ở trong cái bộ đồ chơi này. Cảm nghĩ của mình về cái bộ đồ chơi này thì đây là một cái bộ sưu tập rất là tuyệt vời, đầy đủ thành phần và màu sắc luôn. Và quan trọng là lần đầu tiên mình đã bóc được cái em Secret này. Khá là ưng ý ha, nhưng mà cái em mà mình mong chờ nhất trong cái bộ sưu tập này vẫn chưa xuất hiện. Và tất nhiên là mình sẽ cố gắng mày mò xong rồi kiểu trao đổi gì đó để có thể có được cái em nó. Anh em thấy thế nào về cái bộ sưu tập này thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment ha. Cảm ơn em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video unbox và review lần sau.